Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá một tựa truyện mới tới từ nhà xuất bản trẻ các bạn, đó chính là Hiên Hà Cạnh Bên. Bên đây mình tiến hành khui siêu nha, siêu đóng khá quá các bạn, 8/10 điểm. Bây giờ chúng ta cùng khám phá tập 1 này. Thì đối với tập 1 này được in khổ 13x19, trọng lượng là 229g, xuất trang là 192 trang nha, và tặng kèm 24 kẹt chỉ một mặt thôi, nhưng mà cũng là một cái gì đó đáng trân trọng. Mình trẻ nha, trẻ rất ít khi tặng quà các bạn. Ở đây chúng ta được một bìa rơi, bìa được cán bóng khá là sừng sò nha các bạn, đây rất là đẹp. Cái tiền là 50.000 các bạn, nhưng mà mua chiếc khấu hơn khoảng 45.000 tùy nơi, tùy sàn, tùy mã các bạn ép nha. Đây là bìa kia bên trong, đây gia công nha các bạn, gia công không ổn nha. Rồi đây chúng ta sẽ hình đây một số hình ảnh bên trong, chuyện được trên giấy Ford nha các bạn. Đây những hình ảnh bên trong hoàn toàn trắng đen, chuyện được gia công 3.000 bản. Hiên Hà Cạnh Bên tập 1, sau cái chết của cha mình, Kura Ichiro, một họa sĩ truyện tranh thiếu nữ mới ra trường, phải một mình chăm sóc hai đứa em nhỏ của mình, Machi và Muyo, gặp khó khăn trong việc chạy lại khi các trợ lý trước của anh ra mắt mang gan. Anh ấy đã thuê một trợ lý mới hôm qua, biên tập viên của mình. Tuy nhiên cuộc đời của anh có một bước ngoặt lớn sau khi gặp lại người trợ lý xinh đẹp và bí ẩn này. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua bộ truyện mới tới từ nhà xuất bản trẻ. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.